Kính thưa quý vị và các bạn, rất là cảm động với quý độc giả của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả những người đang, đã và sẽ xem những cái video chương trình Dân ta phải biết luật ta. Các bạn đã bỏ thời gian, công sức để mà xem. Có thể rằng là chúng ta chỉ xem để chúng ta hiểu thôi, chứ không phải là tranh chấp. Còn thì một số các anh chị và các bạn, sau khi vướng vào những cái vụ kiện tụng về mặt dân sự, vướng vào vòng lao lý, thì chúng ta đã xem cái chương trình và đã gọi đến với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Một lần nữa là xin tri ân tất cả các anh chị em trong chương trình. Hôm nay trong cái video lần này thì tôi giới thiệu quý vị và các bạn một cái tên video có tên là Khởi kiện đòi chia thừa kế nhà nhưng tòa tuyên là đất. Thưa quý vị và các bạn, trong cái việc khởi kiện chia thừa kế thì theo cái yêu cầu của nguyên đơn, mình thấy rằng mình nằm trong cái hàng thừa kế, mình thấy rằng mình có cái phần di sản thừa kế và mình sẽ yêu cầu chia là cái nhà. Tuy nhiên vì lý do thế nào tòa án chuyên đất, thì chúng ta sẽ trở lại cái câu chuyện của vị khách hàng. Sáng nay thì tôi có nghe từ cuộc điện thoại của một người khách hàng, họ bảo với tôi rằng là bản án sơ thẩm của một cái tòa án quận huyện đã tuyên chị có yêu cầu là đòi nhà, tuy nhiên là tòa án đã tuyên chị đất. Thì tôi cũng đã hướng dẫn với chị làm đơn kháng cáo để xin được hưởng cái nhà để mà thờ cúng. Thưa quý vị và các bạn, trở lại cái vấn đề, thông thường thì khi mà chúng ta khởi kiện ở tòa án thì vì mình là nguyên đơn, mình có quyền yêu cầu tòa án. Trong cái việc này tôi yêu cầu là tôi được một suất thừa kế, ví dụ 1/3 suất thừa kế, mà trong 1/3 suất thừa kế này trên đất có một cái căn nhà và tôi xin được ở, tôi xin được ở chia ngay chỗ cái căn nhà đó để thờ cúng ba mẹ tôi. Tuy nhiên rằng là cái việc mà mình xin và cái việc tòa án chấp nhận đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là trong cái câu chuyện của ngày hôm nay là như thế này. Chị là con của ông A. Thì ông A ông lấy mẹ của chị, mẹ chị là con của người dòng lớn. Thì hai cả ông và bà tạo lập được một cái quyền sử dụng đất. Trên đất đó có căn nhà do ông bà tạo lập. Thì mẹ chị mất và ba đã đi bước nữa. Thì trong cái quá trình mà ba đi nước nữa thì đến với người vợ sau thì sống cũng không hạnh phúc và sau đó thì ba chị mất. Thì trên cái việc mà ba mất thì chia thừa kế do tài sản hàng thừa kế là người vợ hợp pháp của ba và chị là con duy nhất của hàng thừa kế. Tới thời điểm này thì do chị không có đưa cái bản án cho nên tôi cũng không rõ là tài sản này là tài sản của ba chị với người vợ sau, với người gì, hay là ông đã xác lập bao chưa, hay là tài sản này vẫn còn là tài sản riêng của ông, hay là tài sản giữa ông với người vợ trước, thì tôi cũng chưa có biết cái phán quyết của tòa án như thế nào. Tuy nhiên thì chị có những cái bức xúc, chị cho rằng là cái người gì á thì hiện tại đang ở trên căn đất, trên phần đất này, và tôi chỉ và tòa án ở các quận huyện đã có cái phán quyết cho cái người gì tiếp tục được hưởng cái di sản thừa kế của chồng bà, tức là ba của chị, và vừa nhà và vừa đất. Và đó là một cái điều bức xúc của chị và chị đã kháng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái video lần này tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn hai cái điều. Thứ nhất là khi chúng ta khởi kiện thì chúng ta được yêu cầu, được ưu tiên chia hiện vật hay chia giá trị. Nếu trong trường hợp tổng
tổng diện tích của đất có 6 mét ngang. Và nhà mình thì có 3 hàng thừa kế. Hàng thừa kế ba mẹ chết hết thì có 3 anh em. Thì không lẽ lấy 6 mét đó chia mỗi một suất thừa kế là 2 mét. Thì như vậy thì cái ý của tòa sẽ tuyên một người được cái phần giá trị cũng tương ứng với cái số tiền là 2 mét. Còn người nào nhận hiện vật, tức là nhận nhà và đất, thì phải có nghĩa vụ thối lại cho những người khác bằng giá trị. Và trong trường hợp này, nếu trong trường hợp chúng ta là nguyên đơn, chúng ta đi kiện nhưng chúng ta không trực tiếp ở trong căn nhà này, thì khả năng tòa án sẽ có cái phán quyết cho chúng ta được hưởng vào giá trị. Tại vì không thể nào, tòa án không thể là buộc cái bị đơn này phải đi ra ngoài chỗ khác để mà cho chúng ta vào ở. Như vậy nó sẽ tính cái tính hiệu quả, cái khả năng thực thi cái bản án, gọi là cái khả năng thi hành án trong thực tế rất khó. Cái thứ hai nữa, rằng tôi có một cái vụ kiện ly hôn và chia tài sản chung vợ chồng. Thì đất tổng cộng nó 20 mét nhưng cái nhà nó chỉ 8 mét. Cái yêu cầu của nguyên đơn là được hưởng cái nhà, tuy nhiên rằng là nguyên đơn đã có một cái chỗ khác rồi, bị đơn hiện tại đang ở trên căn nhà này. Và sau đó thì tòa án đã tuyên nguyên đơn được hưởng cái phần đất 12 mét và nguyên đơn được nhận thêm được một phần cái giá trị của cái nhà tính theo chênh lệch. Tôi đưa ra ví dụ để quý vị và các bạn được hiểu. Ví dụ trong trường hợp này, tổng cái giá trị tài sản của họ là 1 tỷ đồng. Trong đó có cái nhà này, nó tương đương với 600 triệu, đất là 400 triệu. Vậy thì cái nguyên đơn mà đi khởi kiện này sẽ được nhận cái phần đất, đồng thời nhận được từ phía bị đơn thêm 100 triệu nữa. Các bạn ạ, không thể đập cái nhà ra để nó hư hỏng, nó mất mát được. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái cách giải quyết hợp tình hợp lý mà phù hợp với quy định của pháp luật. Như vậy, trở lại vấn đề của vị khách hàng của tôi, mặc dù tôi có yêu cầu khởi kiện là chị cứ kháng cáo đi, sau đó rồi cầm cái bản án tôi sẽ tư vấn online cho chị. Tuy nhiên thì trong trường hợp này cũng trả lời chị luôn, nếu người gì đang sinh sống và ở trên căn nhà này thì khả năng tòa án không thể buộc họ đi ra. Vì khi tòa án mà chấp nhận toàn bộ cái yêu cầu của chị bằng cách là buộc cái người gì đó phải đi ra, thì như vậy sẽ mất thêm cái thời gian, công sức và tiền bạc. Và cái tính khả năng thi hành án trong đời sống nó lại sẽ không cao. Và như vậy cái về mặt đạo đức, về mặt pháp luật nó không ổn. Thông qua cái video này, tôi chuyển lời đến với chị tư vấn online rằng nếu người gì đang ở trong căn nhà của ba mẹ chị tạo lập, thì tòa khả năng phán quyết của tòa án phúc thẩm sẽ không chấp nhận cái yêu cầu đòi nhà của chị mà vẫn tiếp tục giữ nguyên bản án sơ thẩm, chia cho chị quyền sử dụng đất, chia đất tương ứng với suất thừa kế của chị. Còn nếu như trong trường hợp người dì này không ở trên căn nhà này, căn nhà mà chị nói là nhà thờ đó, thì khả năng chị sẽ được tòa án chấp nhận là khởi kiện, chấp nhận cái nhà và quyền sử dụng đất trên cái căn nhà này. Thưa quý vị và các bạn, tôi rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ, những cái tâm tư của luật sư. Thực ra thì gọi là mạng xã hội mà, cho nên có mặc dù là cũng ráng cố gắng hết sức, tuy nhiên rằng tôi cũng cố gắng dành một cái phần nhỏ thời gian để
đem lên cái góc nhìn của một luật sư cho những ai có những cái điều kiện kém hơn ở vùng sâu vùng xa. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn cần luật sư trong một cái gói khởi kiện chia thừa kế mà chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu, thì chúng tôi cũng để lại phía dưới đường link nếu quý vị, và tôi nghĩ rằng một cái chi phí nó cũng tương đối thấp mà ai cũng có thể nhận mà mua cái gói để luật sư cầm tay chỉ việc trong việc hướng dẫn khởi kiện. Hy vọng rằng là trong mỗi ngày lúc 8 giờ quý vị và các bạn sẽ gặp lại luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu trong vai trò là hướng dẫn, là định hướng chúng ta từng bước trong cái hồ sơ của chúng ta. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe.